Tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, bàn về cuộc đời của gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thì có rất nhiều trầm lặng và chỉ sôi động từng lúc. Suốt cuộc sống của họ rất ít khi có được những giây phút nghỉ ngơi về tinh thần. Hoàn cảnh làm cho cuộc đời cũng có nhiều điều khổ tâm. Họ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có được cuộc sống đầy đủ. Vậy với hoàn cảnh như vậy, trong tháng 11 âm lịch năm 2020 sắp tới, gia chủ tuổi Tân Dậu có gặp may mắn về tài lộc, làm ăn phát đạt hay lại gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi video chi tiết để biết thông tin cụ thể. Tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình. Nạp âm là phích ly hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 11, tức ngày 26 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Quý Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 11 năm 2020, tức ngày 7 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Ất Mão. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 13 tháng 11, tức ngày 27 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 25 tháng 11, tức ngày 8 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 11 âm lịch. Với tuổi Tân Dậu, tháng 11 âm lịch là thời điểm mà công việc của bạn gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì thế mà cuộc sống càng ngày càng nhiều áp lực. Bản mệnh đang có phần lơ là với việc cần làm. Chính vì lẽ đó nên sẽ mắc sai lầm. Quyết định nông nổi, bồng bột ở thời điểm này có thể khiến bạn phải trả giá khá đắt, nhưng chỉ có thể trách bản thân chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Bản mệnh nên dành thời gian để suy nghĩ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Mậu xung thổ gặp Dậu âm kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi Tân Dậu. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt,
sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Trong tháng này, các gia chủ Tân Dậu sẽ cần chú ý ngày 12 tháng 11, tức ngày 26 tháng 12, dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Sự nghiệp của tuổi Tân Dậu. Sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu không khởi sắc trong tháng 11 âm lịch. Bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình. Từ đó có thể lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Bản mệnh thường thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những chú gà cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc. Những gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Tài lộc của tuổi Tân Dậu. Theo tử vi tài lộc tuổi Tân Dậu, tài chính của tuổi Tân Dậu không có nhiều biến động trong tháng 11 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Hơn nữa, bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần nào. Những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Tân Dậu trong tháng 11 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bóc ngắn, cắn dài, thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Bản mệnh cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng, và cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình, về sau lại phải hối hận. Để thành công và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận gỗ huyết long, tị, dậu, sửu. Vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình duyên và gia đạo của tuổi Tân Dậu. Theo tử vi 2020 tháng 11 âm lịch này, phương diện tình cảm của tuổi Tân Dậu có nhiều biến động. Bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Tân Dậu đã kết hôn có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Hơn nữa, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Tân Dậu sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu tháng 11 âm lịch năm 2020 còn cho thấy trong tháng sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Dậu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận gỗ huyết long, tị, dậu, sửu của kênh phong thủy Gia Cát.
Vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là các vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Tân Dậu. Tử vi tháng này cho rằng tháng 11 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Tân Dậu không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ khi bạn làm việc không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tân Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về vận trình của tuổi Tân Dậu trong tháng 11 âm lịch. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa được linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng tới hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 11 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline để hiển thị trên màn hình để nhận được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp anh chị và các bạn trong những video lần sau.